Song Joong Ki và Kim Hae Soo đang hot là thế nhưng vẫn không thể vượt qua được nhân vật này. Song Joong Ki và Kim Hae Soo bất ngờ bị chịu thua trước nữ chính của nữ luật sư kỳ lạ Woo Jung-woo. Gallup Korean mới đây đã chính thức công bố kết quả bình chọn cho hạng mục Top Talents 2022. Trong đó, hai diễn viên tài năng đang rất thành công trên màn ảnh Song Joong Ki, Kim Hae Soo đều bất ngờ chịu thua một sao nữ. Cụ thể, từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, Gallup Korean đã thực hiện khảo sát phỏng vấn những nhân tài hàng đầu năm 2022 với 1.771 người từ 13 tuổi trở lên tại Hàn. Vào ngày 13 tháng 12, kết quả bảng khảo sát đã được công bố. Trong đó, nữ diễn viên nữ luật sư kỳ lạ Woo Jung-woo, Park Eun-bin đã xuất sắc vươn lên vị trí đầu tiên. Tiếp theo là Kim Hae-soo ở vị trí thứ hai và Nam Kwang-min ở vị trí thứ ba. Được biết, Park Eun-bin đã giành được 13,6% tổng số phiếu bầu, cách biệt xít sao với Kim Hae-soo 13% và Nam Kwang-min 11,3%. Năm 2022, nữ diễn viên đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Ina nữ luật sư kỳ lạ Woo Jung-woo và đảm nhận vai Woo Jung-woo, một luật sư thiên tài nhưng mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Thông qua bộ phim, cô đã nhận được những đánh giá tích cực vì đã mang đến cho khán giả một màn trình diễn xuất sắc. Nhờ vai diễn của Park Eun-bin, nữ luật sư kỳ lạ Woo Jung-woo cũng đã ghi nhận mức độ ưa thích cao nhất trên tất cả các kênh và tất cả các thể loại trong cuộc khảo sát chương trình truyền hình được yêu thích nhất của Gallup Korean kể từ tháng 1 năm 2013. Vị trí thứ 2 và 3 tương ứng trong Top Talents 2022 lần lượt là Kim Hae-soo với Dưới bóng trung điện và Tòa án vị thành niên, cũng như Nam Kwang-min với Luật sư 1000 won. Vị trì thứ 4 thuộc về nữ diễn viên Go Do-sim, từng xuất hiện trong Our Blues và Harry Cole. Cuối cùng, Song Joong Ki, người đang gây sốt với cậu út nhà tài phiệt có thành tích khá khiêm tốn khi chỉ đứng ở vị trí thứ 5. Các vị trí từ 6 đến 10 lần lượt thuộc về Lee Jung-jae, Win Bin, Lee Byung-hun, Son Seo-ku và Kim Go-eun.